Dạ bác sĩ ơi, chương trình hôm nay sẽ bắt đầu bằng một lời nhờ tư vấn của một khán giả muốn nắm rõ cái phương pháp giúp điều trị các ca dương tính tại nhà. Khi mà chị cho biết là nhà của chị có kết quả dương tính đến nay cũng hơn một tuần rồi, chưa có biểu hiện sốt, chỉ có mẹ của chị là bị ho nhiều thôi. Và chúng mình cũng nhận thấy là trong quá trình làm chương trình có rất nhiều khán giả gửi câu hỏi nhờ bác sĩ Khanh giải đáp là cần phải chăm sóc người thân mắc Covid-19 như thế nào. Thì rất mong bác sĩ Khanh giải thích và cho lời khuyên đối với các khán giả. Đúng là cái tình hình hiện nay đó là người dân đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh mà tự phát hiện mình là F0 bằng những cái phương pháp test nhanh tại nhà. Và theo tôi điều đó không sai đâu. Đặc biệt là trong nhà có người cảm ho mà trong cái mùa này. Thì thứ nhất khi mình có người mà trong nhà mình có một cái người cảm ho thì phải nghĩ ngay là có khả năng đã lây những người khác trong nhà rồi. Và có khả năng những người khác chưa có triệu chứng. Điều đó mình phân ra là những người đó là những nhóm người nào. Nếu trong nhà chúng ta không có ai có là người nguy cơ hết, ví dụ là tuổi trẻ mà không béo phì, không có bệnh nền, toàn bộ là dưới 65 tuổi thì hết sức bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh. Bởi vì đa số những người như vậy có thể họ không có triệu chứng gì cả, có thể họ triệu chứng rất là nhẹ, và có thể họ cũng có thể ho, họ ít ho nhiều, số ít số nhiều, nhưng đa số họ sẽ hồi phục vào khoảng ngày thứ 8, thứ 10 và khỏi vào ngày thứ 10, thứ 14. Thì nó sẽ bình tĩnh đón nhận cái đó và mình sẽ vượt qua thôi. Và nếu mình vượt qua đó, mà đa số là vượt qua thì xem như mình khỏi chích ngừa, bởi mình đã bệnh rồi, có miễn dịch rồi. Nhưng nếu trong gia đình mình có một người mà thuộc nhóm nguy cơ thì phải chuẩn bị ngay, chuẩn bị cái gì? Thứ nhất là cái máy đo SPO2, thứ hai là cái nơi mà mình có thể trở đi được, hoặc là mình trở đi luôn, mình liên lạc y tế cho luôn, hoặc là mình chờ cái lúc mình cần mình liên lạc, mình phải thiết lập ngay cái đó. Nếu mình không thiết lập ngay cái đó kịp có khả năng mình phải mua luôn một cái máy tạo oxy từ 7 lít trở lên. Rồi cái về cái thuốc á, chúng ta chú ý là nó có 3-4 nhóm thuốc thôi. Nhóm thứ nhất là thuốc rất là thông thường, paracetamol, ibuprofen cho giảm đau và hạ sốt, thuốc ho thông thường, những cái loại thảo dược mà của đông y như là aspect, là bosban, rồi cái gì bổ phế gì đó, những cái đó là mình có thể sử dụng được hết. Còn nếu không nữa mình sẽ luôn những loại tân dược cũng ít xài, ví dụ như là teralen, ít xài cái đó thì mình xài được. Rồi những loại thuốc mà mình đau bụng, thuốc chống co thắt. Còn ba cái nhóm thuốc mà kháng viêm, kháng đông và corticoid thì mình phải có một cái người bác sĩ hướng dẫn rất là rõ, bởi vì nó có chỉ định riêng của nó. Cho nên nếu gia đình mình nhiều F0 thì tính toán nó ngay. Còn nếu trong gia đình mình có F0 mà cũng có F1 thì mình phải tách ngay cái người F1 mà giải yếu đó ra ngay khỏi cái phòng riêng, bảo vệ người đó không được tấn công. Thì cái đó bắt buộc phải làm. Và đa số làm như vậy đúng thì nó cũng sẽ vượt qua vào khoảng từ ngày thứ 10 thứ 14 thôi. Và mình sẽ đón nhận cái đó, không cách nào khác hết. Thật sự thì trong vòng nửa tháng, một tháng này tôi tiếp xúc chắc cũng phải vài ngàn người như vậy đó. Có nghĩa là nhiều gia đình đó. Có người thì phải đi bệnh viện, có người thì cả khỏi cả gia đình. Nhưng thông thường những người trong gia đình hay lo cái con nít, nhưng thật sự thì con nít chắc có bị gì đó. Cho nên mình nhớ cái đó để mà mình chuẩn bị tư thế. Dạ, và bác sĩ Khanh là nhắc tới chuyện con nít đó, thì có một trường hợp tiếp theo chúng mình cũng muốn chuyển đến bác sĩ Trương Hữu Khanh là chị có nói rằng là chị vừa mới mua que test Covid-19 nhanh. Thì mẹ của chị là cho kết quả một bạch đậm một bạch nhạt, trong khi mẹ của chị thì là đang sống cùng với chị và con của chị là mới 8 tháng tuổi thôi, thì chị rất là hoảng và chị bây giờ không biết là phải làm như thế nào để mà hạn chế lây nhiễm khi mà cả ba cùng sống trong một cái nhà và cùng một cái không gian. Thì xin bác sĩ tư vấn giúp cho chị khán giả này ạ. Nếu một người mẹ dương á, mà người mẹ ít đi ra ngoài á, thì coi chừng là cái người lớn mang về tự hết. Tuy nhiên mình ban đầu mình cũng tách ra, nhưng tách ra khi mình có người lớn trong nhà mình phải hiểu là yếu tố tinh thần, yếu tố động viên tinh thần nó khác hơn. Chứ còn mình tách hẳn bà cụ ra bên đó, bà ngoại ra bên đó mà mình không được chăm nó không được. Tại vì thường thường những người trẻ mà không có béo phì thì họ sẽ tự hết thôi. Còn mình đừng lo lắng lắm, như đứa nhỏ 8 tháng đó, đứa nhỏ 8 tháng không ăn thua gì đó. Tôi nghe rất là nhiều rồi, nó phá không chịu nổi luôn đó. Nó phá tới cái mức ngạc nhiên, có nghĩa là nó nhẹ hơn nhiều so với một cái viêm hấp khác. Nó nhẹ hơn nhiều cho cái sốt sinh lý khác. Cho nên mình hết sức bình tĩnh, cái này quan trọng nhất là chăm cái người lớn đó thôi. Còn có thể là 1-2 ngày sau, cả ba người cũng dương tính hết. Có rất có khả năng. Dạ vâng, nhưng mà trong cái trường hợp là có một số gia đình nhiều thành viên nhưng mà vì kiểu gia cảnh không có điều kiện lắm, kiểu khó khăn thì họ sống trong cái không gian kiểu chật hẹp hơn, không có nhiều phòng ốc để mà không có đủ không gian để có cách ly ấy, thì người dân nên làm thế nào để an toàn cho bản thân cũng như là lẫn các thành viên còn lại trong gia đình không mắc bệnh ạ? Nếu mình không có đủ không gian thì chắc chắn là cái người đó phải đi cách ly, đặc biệt là cái người trẻ bệnh trước mà người lớn chưa bệnh, không có cách nào khác hết. Nhưng chúng ta nghĩ là không gian có nghĩa là như vậy, có nghĩa là người đó ở một cái khu, một cái phòng nào đó riêng tiếp tế được, còn những người khác ở chung, hoặc là nhiều người F0 có thể ở chung phòng chứ không cần thiết phải mỗi F0 một phòng. Chỉ là cách mình phải lo thôi, và nếu không được thì chắc chắn là mình phải đi cách ly. Chứ còn mình ở đó để mình lây thêm cho những thành viên khác, đặc biệt là những thành viên mà bệnh nền hoặc là người có nguy cơ thì rất là nguy hiểm. Và một câu hỏi mà chúng mình tin là cũng nhiều khán giả rất về xử lý như thế nào để cho anh. Cái câu này không nghe được em ơi, máy em nó giật á. Dạ vâng, chúng mình có hỏi lại là một cái câu mà nhiều người thắc mắc là cái chất thải sinh hoạt trong gia đình mà có người mắc Covid-19 thì mình phải cần phải xử lý như thế nào thưa bác sĩ để cho an toàn? Thật ra thì cái chất thải đó nó không phải là vấn đề đâu, mình chỉ cần bỏ cái bịch ni lông thôi. Những cái mình lo lắng về cái chất thải chủ yếu là cái họng người ta đó. Cái họng và cái bàn tay người ta, và cái họng mình bị hít vô, cái bàn tay mình đưa được cái miệng. Còn tất cả cái chất thải, thứ nhất chất thải mình sử dụng lại đó, mình chỉ nói với người F0 á, rửa cho sạch, thậm chí là chán nước sôi thì không có gì mà nó còn, mà đặc biệt là khi người đó mang khẩu trang mà rửa thì không có nó được. Còn tất cả những cái gì khác mình mang ra mình ngâm như xà bông là nó chết hết rồi, nó không có thể nào nó sống được với xà phòng đó.
còn những cái mà rác mà mình bỏ đi luôn á thì mình có thể bỏ vào bọc, bọc thêm hai bọc ni lông, nó không có là vấn đề gì cả. Tại vì thật sự cái con virus này nó rất là khó sống, đó là môi trường nắng nóng với lại sòng phòng với lại cồn từ 60 độ trở lên với lại ánh nắng, là những cái sát khuẩn thông thường chết hết. Vâng, có một khán giả tên Chí Thanh qua kênh YouTube của chúng tôi có hỏi là em dương tính, nhà thì có người bị bệnh tim và khớp, có người thì bị thần kinh, thì phải làm sao vậy thưa bác sĩ, em rất là lo lắng. Cái người bị thần kinh nhưng mà họ không có quá lớn tuổi thì không phải là vấn đề, phải cái người đó mà bại não kìa, có nghĩa là con nít mà nó bại não tới cái mức mà nó nằm một chỗ luôn, nó không biết gì hết thì mới là vấn đề. Còn người bệnh tim mà họ vẫn uống thuốc, họ vẫn sinh hoạt bình thường thì nó không phải là bệnh nền nhé. Bệnh tim mà cái mức suy tim á phải đi bệnh viện hoài thì mới gọi là bệnh nền. Thì nếu mà có một người bệnh nền cho nó, chắc chắn là phải tìm cho ra được là người đã bị chưa. Nếu chưa bị thì tách thẳng người đó ra, còn nếu đã bị rồi thì như lúc đầu chúng ta nói, nó phải liên lạc ngay với cơ sở y tế để chuẩn bị tự thể đưa người này tới bệnh viện. Dạ thưa bác sĩ, có một khán giả khác thì cho biết là gia đình anh mới test nhanh hôm qua, anh và mẹ anh đều âm tính, người chị thì bị mất mùi, test cho kết quả hai vạch. Tuy nhiên là tình trạng của khán giả và mẹ thì không ổn lắm, mẹ của anh thấy khó thở, ho, loạn choạng khi bước đi, riêng anh thì cũng bị mất mùi vị, ho, mệt mỏi, không có sức làm cái gì hết. Thì cho nên anh muốn biết là làm sao để đăng ký xét nghiệm real time PCR và sử dụng thuốc điều trị như thế nào ạ? Thứ nhất á, khi mà mất mùi mất vị, mình làm nó âm tính thì nó có hai khả năng. Khả năng thứ nhất mình hết bệnh rồi, mình hết bệnh rồi mình cái lòng độ huyết mình thấp lắm, mình làm nó âm tính mình mất mùi mất vị. Khả năng thứ hai là mình còn dương mà nó dương thấp, rồi từ từ nó cũng hết thôi, từ từ cũng hết. Cho nên nếu trước đó mình chưa thử mình không thấy mệt, nhưng tự nhiên mình thử ra dương tính, hoặc là mình thấy trong người nhà mình có người dương tính thì mệt, là câu chuyện không phải, đó là tôi tâm lý. Thì lúc đó chúng ta sẽ phải lấy một cái máy đo nồng độ oxy trong máu, là đo này mệt hay không mệt, nó phải trả lời được bằng cái đáp số là cái nồng độ oxy trong máu nó thấp hay không. Nếu mình mệt mà cái nồng độ oxy trong máu thấp, nghĩa là do nguyên khác, mình đi tìm khác, mình đừng có chăm chăm cho mình làm gì, có khả năng mình bị stress, có khả năng mình bị đói, có khả năng mình bị áp cao. Cho nên còn nếu mình muốn làm, tại vì cái đặc tính của cái test nhanh á, nó có một cái bất lợi là nồng độ virus thấp quá là tìm ra, mà PCR thì tìm ra, tại PCR ta chạy nhiều chu kỳ lắm thì bắt được cái đó, còn test nhanh thì mình chỉ quẹt cái mình đúng đó thôi. Nhưng nếu test nhanh mình làm hai lần, cách nhau khoảng 3 ngày thì nó giống PCR thôi. Tại vì nếu nó hết thì nó sẽ hết luôn, hai lần âm tính. Còn nếu nó đã mới bắt đầu nó dương thì ngày thứ ba mà nó thì ngày thứ ba nó sẽ dương tính bởi vì nồng độ virus đang lên. Còn nếu mình muốn đăng ký làm PCR thì tôi biết hiện nay có rất là nhiều cái phòng khám người ta tới tận nhà họ làm PCR cho mình, người ta thấy lên mạng sợ. Người ta tới sẵn nhà luôn á, đâu đó rõ ràng người ta muốn gộp, người ta muốn làm, người ta làm cái đó. Nhưng mà cái nhu cầu đó hiện nay rất là nhiều, mà cũng dễ dàng tiếp cận, chỉ như người nghèo thì không tiếp cận được thôi. Còn nếu mình muốn đi ra phường thì mình cũng có thể đăng ký. Đăng ký nhưng mà tôi không biết được là tùy cái phường, có phường thì có năng lực, có phường thì chưa có người thì hết rồi thì đó mình không biết được. Thưa bác sĩ, có nhiều khán giả đang mang thai hoặc là đã sinh nở, vừa sinh nở rồi cho con bú thì rất quan tâm sức khỏe của các bé, nhưng mà lỡ không may người mẹ mắc bệnh thì trong đó có một trường hợp là một bà mẹ đang cho con bú, chị nói rằng là chị có triệu chứng ho sốt nhẹ, mua test nhanh tự test thì nó ra kết quả là hai vạch, chị không biết kết quả có chính xác hay không và hiện chị đang cho con bú, thì chị muốn biết là nếu chị thực sự dương tính thì chị vẫn có thể cho bé bú hay không, hay là chị cần phải làm như thế nào ạ? Nếu mà mình có điều kiện thì mình sẽ vắt sữa ra nha, bỏ vô bình, chùi sạch cái bình đó, chuyển qua cho người khác bú, chuyển cho người khác cho nó bú. Còn nếu mình không có điều kiện thì hiện nay nước ngoài nó thấy đặc biệt là người phụ nữ mang thai mà mới sanh á, mà có con á, thì nước ngoài mẹ cứ mang khẩu trang đi rồi áp vô con, vì con nó bị rất là nhẹ, nhưng mà cái tình cảm mẹ con lúc đó khá là quan trọng. Chứ còn mình để một đứa nhỏ nó khóc um sùm dưới đất hết, mình tách nó ra thì tội nó, cái yếu tố tâm lý đứa nó rất là quan trọng, nó có thể sang thương thì lâu thì dài. Cho nên đó là cái điều kiện mà chúng ta phải làm như vậy đó, chúng ta đừng có qua nó lắng lắm, tại vì con nít nếu mà mình mang khẩu trang đúng, cái người bệnh mang khẩu trang đúng và người bệnh cái bàn tay thật là sạch khi mà tiếp xúc với con đi cả quần áo cũng được, thì nó sẽ rất là khó lây cho trẻ. Dạ vâng, nhưng mà trong cái trường hợp các bé quá nhỏ tuổi đi mà nếu cách ly tại nhà thì cần phải có một người chấp nhận hy sinh sống cùng với các bé. Nhưng mà chúng mình được biết là hiện nay có nhiều trường hợp là những bà mẹ đơn thân, họ không có sống cùng với ai hết, và nếu như mà họ lỡ mắc COVID-19 thì phải chăm sóc các bé như thế nào, và có thể tách ra hay là gửi đến bệnh viện hay sao thưa bác sĩ? Đừng bao giờ tách người đứa con ra khỏi bà mẹ, nhưng mà không có người khác chăm, vô bệnh viện không bao giờ chăm được, không nên làm như vậy. Theo tôi thì người mẹ đó phải chuẩn bị tư thế là mình phải mang khẩu trang, rửa tay, thậm chí là mình phải thay cái quần áo cho nó sạch trước khi mình tiếp xúc với con mình. Chứ còn mình tách nó ra để tách cho người khác, trong khi mình đơn thân như vậy thì không nên, không nên. Tại vì con nít nó có bệnh đi nữa thì nó cũng rất là nhẹ, yếu tố tâm lý của nó rất là quan trọng, không nên làm. Dạ vâng. Còn đối với các trường hợp là những cụ già, những người mà trên cỡ 65-70 tuổi trở lên, đặc biệt là những người mà giống như mình đang mang bị bệnh nặng quá, nằm liệt giường luôn, kiểu không thể nào ngồi dậy hay là kiểu đi lại được, thì trong trường hợp mắc COVID-19, người nhà cần phải làm gì để chăm sóc người bệnh là đối tượng này ạ? Nếu mình có điều kiện thì mình nên đi bệnh viện, mình thiết lập một cái mối liên lạc nào đó để mình chăm sóc cụ, người lớn đó, những người lớn đó, hoặc là mình chính là mình F0 mình đi theo mình chăm luôn. Chứ còn nếu mình để ở nhà mình phải biết cách chăm, mình phải có một bác sĩ nào đó để mình liên lạc. Tôi cũng giúp nhiều người là họ cũng vượt qua, nhưng mà có những người thì cũng phải cuối cùng phải đi bệnh viện. Cho nên cái đó không thể nào đưa ra trước một cái đáp án là phải chăm sóc ở nhà hay là phải đi. Mình phải có đủ dụng cụ để mình theo dõi, và bất cứ lúc nào khó khăn mình phải đi. Có một khán giả tên là Minh Nguyên qua kênh YouTube
có gửi câu hỏi là bác sĩ ơi, khẩu trang dùng xong về xịt khuẩn thì dùng lại được hay không ạ? Cái này mình muốn dùng lại á thì tôi nghĩ các bạn là phải xài hai cái nha, xài hai cái, xài ba cái cũng được. Cái quan trọng nhất á, là phơi nắng, quan trọng nhất là phơi nắng chứ không phải là xịt con đâu. Phơi nắng là quan trọng nhất, tại vì trước dưới ánh nắng mà khoảng chừng 15-20 phút đặc biệt là nắng trưa là không có cái con gì mà nó sống nổi á, kể cả vi khuẩn lao mà nó cũng ngất ngư, hoặc là vi khuẩn rất là mạnh trưa mà thì thành ra mình nên dùng hai cái nha. Nhưng mà không đừng tiết kiệm quá khi nó mình xài vài lần mình bỏ đi, tại vì thật sự ra thì khẩu trang bây giờ rất dễ kiếm. Tôi thật sự tôi cũng có xài khẩu trang nhưng mà tôi làm như vậy nè, tôi bỏ vô một cái túi zip như vậy nè, có nghĩa là tôi làm tôi gỡ là tôi bỏ ở đây liền, tại vì có thể nó bám ở mặt ngoài nhưng mà nó nằm trong đây thì không thể nào nó bay cho mình được. Rồi tôi xài được vài ngày tôi bỏ, và khi mà nắng là tôi mang tôi phơi. Tôi thì đi xe đi làm là tôi để đầu xe mà nắng tôi bỏ lên trên cái thành nước, cho nên mình muốn xài là phải xài như vậy đó, chỉ còn mình chụp cổ nó không xài cái phương pháp là mình lấy một cái giờ nếu mình biết nắm giặt thì mình giặt ha, giặt được thì mình phơi thôi. Còn nếu không mình ép cái khẩu trang y tế mình ép vô cái tờ giấy á, xong mình ủ lên cái tờ giấy cái đó, nhưng mà ủ lên cái tờ giấy đó, thì không có công năng nó sống được, chứ còn ủ thẳng vô nó sẽ hư cái đó. À, nhưng mà theo tôi thì bây giờ thì khẩu trang nó không là quá thiếu, bởi vì mình muốn xài một khẩu trang quá tốt và mình đeo sai thì còn nếu mà theo tôi thì các bạn có thể làm được cái vậy nè, mà mang cái khẩu trang y tế trong, ha, nhưng mà mang cái khẩu trang vải thường ngoài nó cực kỳ tốt, tại vì nếu mà mang cái khẩu trang vải nó sẽ ép cái khẩu trang y tế vô trong mặt mình này. Nó không có đụng thì mình đụng nó cũng đó, thì như vậy nó sẽ tốt. Chứ còn mà mình mang hai khẩu trang y tế là nguy hiểm hơn. Và khẩu trang vải chúng ta cũng giặt phơi bình thường thôi. Cái quan trọng nhất là lúc mình đụng cái tay vô khẩu trang là mình quên rửa tay, nó mới là quan trọng. Chứ còn cái khẩu trang đa phần nó sẽ cản được hết những cái giọt bắn bình thường. Mà cho trường hợp mình ôm hôn người ta mình vẫn mang khẩu trang được bị lạnh thôi. Khán giả có tên là anh Lê Ngọc qua YouTube hỏi là chào bác sĩ, cho em hỏi, em có mua sẵn thuốc kháng viêm và kháng đông theo Bộ Y tế thông báo, nếu như người nhà mắc COVID-19 có khó thở và không gọi được cấp cứu thì uống thuốc đó có được hay không thưa bác sĩ? Khi mà mình có cái thuốc đó ở nhà đó, thứ nhất là phải tìm hiểu cái liều. Điều đó cũng không phải là quá khó, nếu mình không biết thì mình hỏi luôn cái ngành y tế, cái người y tế. Cái thứ hai mình đọc kỹ biết, tại vì thật sự ra cái liều nó không phải là quá phức tạp để khi mình sử dụng, đúng tên đúng liều là được. Và nó cũng có rất là nhiều cái lựa chọn, có nhiều loại khác nhau và cũng có nhiều loại tương đương. Thì mình đọc kỹ cái đó mình xài được hết. Và mình khi nào mình xài, thứ nhất mình phải căn ngay cái người có đối tượng cơ. Ví dụ người đó trên 65 tuổi, người đó là trẻ mà béo phì, người đó bệnh nền không ổn định, thì mình căn ngay cái người đó. Thì thông thường á, cái thuốc đó nó sẽ sử dụng ngày thứ năm. Thì thường thường ngày thứ năm là nó chuyển qua cái giai đoạn miễn dịch. Và trước đó là ngày thứ ba là thuốc kháng viêm. Đó thì mình thấy cái khó thở thì mình xài, sáng thở thì mình xài được. Thì trong hướng dẫn cũng nói là trong thời gian chờ đợi khó thở mình có thể làm kháng viêm, kháng đông. Nhưng mà mình cũng nên tìm hiểu, mình nên tìm hiểu cho đúng. Tại vì cái thuốc kháng viêm này đó nó sẽ ảnh hưởng tới dạ dày. Tại vì nó là corticoid mà. Còn cái thuốc kháng đông mà ảnh hưởng tới máu thì không đâu, chỉ những người nào mà tên 80 tuổi thôi. Nhưng mà xài sợ thuốc kháng viêm nó sẽ ảnh hưởng tới dạ dày. Rồi mình uống nhiều quá miễn dịch nó lại giảm xuống. Nhưng mà thông thường những cái thuốc này họ chỉ xài từ 5 tới 7 ngày thôi. Cho tới hiện nay thì người ta nghiên cứu hai cái thuốc này nó gần như là nghiên cứu cánh của những người nguy cơ cao thì tránh đi vào đó. Nhưng mà nếu mình nói như vậy thì tất cả mọi người xài hết thì nó sẽ rất là phí và nó sẽ thiếu thuốc cho những người cần xài. Và đa số 60 đến 80% là không cần xài cái này.